học chứ. Học cái ấy á? Được biết làm gì đâu, nó khác làm không ạ? Thì ai dạy? Thì nó khác làm thôi, em biết làm đâu. Tự làm à? Em không làm thì nó làm chứ. Rồi. Chào tất cả mọi người, hôm nay quay cái bài Trần Mây. Hôm nay là ngày thứ năm rồi đấy. Anh em luyện rất là nhiều rồi. Thứ tự tất cả những cái đối tượng là đều luyện hết rồi. Có người thì đang hoàn thiện vào một cái bài cụ thể, còn có người thì vẫn đang luyện những cái đối tượng riêng lẻ. Thì khóa học này là mình chuyển xuống dưới nhà. Trước là quay các cái bài trước là ở tầng trên là thuê. Chủ nhà người ta đòi nhà thì mình trả nhà, và bây giờ xuống học ở dưới nhà. Thì nói chung là nó hơi ảnh hưởng đến sinh hoạt của cá nhân, nhưng mà thôi thì chưa tìm được cái chỗ nào thay thế thì vẫn phải tạm ở đây. Trước mắt là sẽ dạy ở đây vài khóa tới. Đây bài của em Đạt này. Đấy, mây rất là ok này. Mặt trời vuốt thêm tí nữa là được. Chim được. Đấy, như nhận xét thì cái cây trúc này khắc phục lại nha. Đấy. Đây thợ xăm đến từ Lào. Lào. Chào vài câu tiếng nào chào. Dịch ra tiếng Việt là gì? Chào bạn. Anh chào mày thì hả? Không có nói anh chào mày à? Nó không thuộc về. Thì anh chào em. Anh yêu em. Sao anh chào? Có câu anh chào em chứ đúng không? À, nghe như tiếng Mường ấy nhỉ. Đấy, đang vẽ cảnh đảo. Trước mặt mọi người là em Ozin. Tiếng này là tiếng chuẩn luôn đấy, theo chứng minh thư. Anh em luôn đấy, nó gọi em tên gì nhỉ? Cầu thủ bóng đá nhỉ? Mesut Ozil. Nhưng mà bạn này tên thật trong chứng minh thư là Zin luôn nhé. Ở Thái Bình. Vẽ cũng tương đối khá. Cây được ấy, nhưng mà cái phần ngọn nên là nó hơi bị đều đều. Hơi đều đều, em đẩy nhấn sáng thêm tí. Và khối một vài khối cho lớn hơn. Nói chung quay là quay nước qua, nhận xét thì cũng là nhận xét anh em rồi. Quay nên là giới thiệu một vòng để cho anh em sau này học đây về xem lại để làm cái kỷ niệm thôi. Đây là bài của anh Nghiệp, là đang làm lớp trưởng. Đấy, ghê gớm. Anh là quê gốc ở Bắc Ninh nhưng mà hiện tại đang sinh sống ở Vũng Tàu. Đây, số điện thoại thứ đầy đủ. Hôm nay là thực ra là hơi thiếu tí băng dính rồi, một số anh em ở sát tường là chưa có biển tên, tức là chiều mình đi mua băng dính thì để anh em dán biển tên lên. Anh Nghiệp thì anh đang là hoạt động ở trong Vũng Tàu. Anh em nào ở trong đó mà có nhu cầu thì gọi theo số điện thoại trên màn hình đó. Vẽ rất là khá, ở nhà anh cũng đã đi vẽ kiếm tiền rồi. Đấy, cành đào đẹp. Cái phần cái tán cây là nó hơi bật mạnh quá nhé. Đấy, cái chỗ ấy bật mạnh và nó phải chuyển xuống êm nữa, chứ nguyên chỗ đấy không là nó hơi bị cứng. Mr. Đảng, đây là em trai của anh Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà anh này ít hát ít hơn, nó béo hơn anh em, không chắc khác bố đấy, hát ít cho người nó béo hơn tí. Ý chạy sâu đúng không? Sâu của em là hay sâu gì? Sâu bíp hay là sâu gì? À, sâu đục thân à? Sâu đục thân. Nào béo thế? Vào sâu bíp cơ, mới gầy đi. Đây, hai anh đều xem 81 đều đang ngồi gần nhau. Anh ở Hải Phòng.
ngang ngang cơ đấy. Nhưng mà cái phần mây nếu mà anh trình bày là để mà thành bố cục thì nó hơi ít đấy. Phải thêm mây nữa. Và thêm tí mây nữa. Chim với cò với lại cây cối là được. Cái phần mây thì nó vẫn đang thiếu sáng. Thiếu sáng, cái kiểu sáng mạnh lên ở gần khu mặt trời. Các cái mây nhảy nhỏ ở dưới này anh chưa có. Các cái mây êm ở dưới. Mây nền, là em hay gọi là mây nền. Vô phòng đấy. Và vô phòng lạnh lắm. Ờ. Đây là anh công an nhá, mọi người nhá. Công an là đi đam mê vẽ, đi học vẽ đấy. Học từ khóa trước nhưng mà học hai khóa được hai buổi. Mỗi khóa học được buổi. Học hai khóa mà chưa được một nửa bài trần mây. Bị sai xóa đi à? Ờ thì nó sáng quá hay sao? Đấy, cái nùm cây nó hơi bị cứng. Cả một cái nùm nó không có khoảng hở. Để lát nữa anh quay vào anh chỉ lại cho cái phần chấm cây. Ờ, mới học thì là chưa được chỉ một kỹ mấy thì chắc là chưa ổn lắm. Cứ làm lại cái phần thân đi. Đây em tên gì nhỉ? Chưa thuộc tên. Tiến Quang Nghệ. Tiến ở Quảng Ngãi nhá. Nhưng mà nói giọng Quảng Nam nhá. Đấy, cũng là khá này. Đấy, này được đấy. Đây là bài của anh Thắng ở trên mạng xã hội, là Thắng Cá Chép đấy. Đây là bài của Biển, cũng mặt quay toàn mặt sau mặt trước đâu mất rồi. Cái tùng này đẹp này. Bài của anh đâu hết rồi? Bài của anh Đông là tập luyện là xóa đi xóa lại rất là nhiều rồi. Đâu? Ở đấy thì anh bảo là vẽ những cái con đậu là hạn chế thôi. Toàn vẽ con bay này chính, con đậu là nhìn một góc khác là nó bị ngược. Vào cái phòng nghiện này xem nào. À chà. Sang đây ông thử sáo hoàn nào tìm mãi không thấy. Tiếng sáo mèo hay quá nhỉ. Từ hôm mới sau hôm nay mới thổi. Hôm nay mới mua sáo rồi. À hôm nay mới mua rồi à? Mới ship vào đây. Ghê nhỉ. Nó hơi mềm, cái ngọn nó hơi mềm quá. Tiếng sáo mèo nhá. Chưa có biển tên, tại vì là đang thiếu cái băng dính. Anh em viết tên rồi mà chưa dán được. Có cả, đủ cả hết. Đấy, cái ngọn lần sau cho nó cong vừa thôi, cong quá. Này vuốt xuống nữa cho nó êm nữa, cái phần thân cái đấy vuốt đấy, phải lấy chổi cán xanh vuốt xuống. Đây là lớp phó học tập và đời sống này. Vinh ở trong Đà Lạt, Lâm Đồng, trốn vợ đi học, à không, quên, vợ đăng ký cho đi học, bị lừa quá, tưởng nhàn mà ra đây vất vả quá. Vợ nó lừa cho ra đây học, bây giờ các đang kêu khổ này. Khổ hay sướng? Dạ con ra đây chấm bông này. Chấm bông à? Ờ thì phải chấm bông chứ. Về tặng vợ chứ. Con em là ở đâu nhỉ?
À rồi, Thanh Hóa tôi chưa thuộc tên nên để lát nữa anh đi mua cái băng dính anh em dán tên đấy nhá, để quay video biết tên tuổi với điện thoại cho dễ. Rồi đi ra vòng ngoài nữa. Cắt hết cơm à? Ở đâu? Thiệu Hóa ở đâu? À, Thiệu Hóa. Thiệu Hóa là ở Thanh Hóa đúng không? À. Thiệu Hóa mới Hoàng Hóa. À đây à? Em trọ ở chỗ nào nhỉ? À Đại Mỗ rồi. Từ đây về cái có đến 6-7 cây không? Gần hơn đúng không? À. Không, anh bảo có đến 6-7 cây không? Ra đường Lê Văn Lương đây à? Có phải vòng ra Lê Văn Lương không? Thì đấy là Lê Văn Lương kéo dài đấy. Ờ. Nhìn ra đấy là cho cái tòa Xuân Mai đúng không? Đúng rồi. Thì đấy là đường Tô Hữu. Hay gọi là Lê Văn Lương kéo dài cũng là nó. Chạy qua vòng xuyến, chạy lên ngã tư Vạn Phúc là đến. Để chúng ta thêm 1 phút bé. À đúng rồi, các thêm 1 phút sẽ vào là cổng trục. Rồi. Rồi. Gần I1. Đúng rồi. Chạy dặn nó ra bưu điện ở đâu đúng không? Đấy, nhìn cũng khá phết rồi. Khá bảnh phết rồi đấy. Để chiến à? Chiến là cũng là vé khá đấy. Còn là đang đứng top đấy. Tôi bị nhận học bổng nhá. Anh Chiến cho mình mua giày thể dục. Tôi mới mua cái giày thể thao ngon ngon vào. Mua chạy. Thể thao ngon ngon, mua giày đẽo để phải ra mua. À, mà mua giày đẽo là phải mua 2 đôi. Tôi thấy em thương em mà thôi. Anh thương em. Đây là Diện, Sơn Na. Đấy, chân dung ấy. Rồi, cơ bản là về phần bố cục chung là thì nó hơi bị kích, nhưng đây là một bài tập thì là vẫn là để luyện thôi, còn nó hơi kích. Đấy, chúc nó theo cụm thế, dày thêm vào những cái chỗ ở giữa ở trong ấy là cho dày vào. Cho những cụm to ra ngoài những cụm nhỏ nhỏ hơn. Cái đầu tiên em thấy đấy. Đây, đây là bông hồng duy nhất ở lớp này. Đấy. Em tên là Hiền Hòa, đến từ Hòa Bình. Cũng rất là năng khiếu. Đã được. Con bướm xinh, quá xinh luôn. Đấy. Cành đào được cái là được đấy. Đào hay đấy. Hoa cúc thì vẫn còn phải tập thêm nhá. Con bướm thì lần sau vẽ cái đường nét tỉa nó mảnh hơn. Nhìn nó hơi cứng, nó thô. Còn con đôi con này nó rất đẹp này. Trời ơi, con trào màu này quá đẳng cấp luôn. Con này đang nói phét cho con kia quay đi. Chém giò. Kiểu như con kia. Chém giò. Bây mình thế. Đấy thì Hiền Hòa là 2K1 nhá anh em nhá, mới có một người yêu thôi, ai có yêu thêm thì vào kết bạn nhá. Facebook là Hiền Hòa nhá. Em là rất thích yêu nhiều người. Ai yêu thêm thì vào follow Facebook Hiền Hòa. Đây là Tuyên này. Đấy, nói chung là về các cái đối tượng là tương đối là hoàn thiện rồi. Còn cái sắc trời thì là cho nó giảm đi tí. Năm nhiều quá mấy lượt. Không ăn nhiều như đấy là do em trộn nhiều sơn xanh, còn anh em đây là trộn ít sơn xanh nó vẫn nhạt mà. Đấy là cái toàn tầng mới em vẫn còn cả. Đấy, thì cơ bản là mình đã đi vòng giới thiệu quay lại tất cả các bài để anh em sau này xem lại thì có cái kỷ niệm. Và khóa này thì mình sẽ có một chút thay đổi về cái huấn luyện anh em về cái bài tiếp theo. Thì anh em chờ đón cái nhật ký sắp tới. Mình sẽ thay đổi không vẽ cái bài sơn thủy nhỏ như mọi khi nữa. Tại vì cái bài đấy nó
nó hoàn thiện được một kỹ năng thôi, luyện một kỹ năng thôi. Còn cái bài này sắp tới là sẽ luyện được nhiều kỹ năng, nháp nhiều kỹ năng trước, sau đó mới vào bài thì anh em sẽ có nhiều cái kiến thức hơn là cái bài sơn thủy nhỏ. Cho đó cái bài kỹ năng sắp tới này có cả bài xa gần học kỹ hơn các cái khóa trước tí. Rồi ok, xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em video sắp tới.